Stefan Thomas, triệu phú Bitcoin tuyệt vọng vì quên mật khẩu. Giữa tuần vừa rồi, The New York Times đăng bài viết về Stefan Thomas, một lập trình viên ở San Francisco, người không biết là may mắn nhất hay là đen đủi nhất thế giới. Anh Thomas hồi năm 2011 đã được tặng hơn 7.000 Bitcoin, giá trị mỗi Bitcoin khi ấy chỉ có 30 cent Mỹ một đồng. Anh cất lượng tiền ảo này vào một chiếc ví điện tử, giữ private key để mở khóa ví điện tử này trong một ổ USB bảo mật, còn được gọi là Iron Key. Vấn đề nằm ở chỗ, tờ giấy nơi Thomas ghi mật khẩu để mở cái Iron Key này đã bị mất và nó chỉ cho anh đúng 10 lần nhập password trước khi vĩnh viễn mã hóa nội dung ở bên trong chiếc USB. Thomas nói rằng anh đã nhập thử mật khẩu 8 lần và chỉ còn 2 lần để thử nhập password cho chiếc USB, nơi chứa mật khẩu mở khóa chiếc ví biến anh trở thành triệu phú. Giá Bitcoin ở thời điểm mình viết bài này là hơn 34.400 đô la Mỹ và lượng Bitcoin hơn 7.000 đồng mà Thomas sở hữu có trị giá cỡ gần 270 triệu đô la Mỹ. Thomas than rằng, tôi chỉ nằm trên giường và nghĩ về nó, rồi tôi lại ra máy tính để tìm ra một chiến lược mới, nhưng nó không hiệu quả và rồi tôi lại cảm thấy tuyệt vọng. Thomas không phải một trong số những thanh niên có những pha xử lý đi vào lòng đất liên quan đến Bitcoin. Hồi năm 2013, một chuyên viên IT ở Anh đã vứt luôn một cái ổ cứng chứa 7.500 Bitcoin, trong đó ra bãi rác, nghi vấn đang nằm ở một bãi rác khổng lồ gần thành phố. Đến tuần này, vẫn là chuyên viên IT ấy đã hứa sẽ quyên góp 73 triệu đô la Mỹ nếu chính quyền thành phố cho phép anh tổ chức đi tìm chiếc ổ cứng đã vứt đi. Rất nhiều người đã sở hữu nhiều Bitcoin từ những ngày đầu và một thập kỷ trước khi không ai tin rằng chúng sẽ có giá trị, nhưng giờ đây họ cảm thấy bất lực khi cố gắng tiếp cận tài sản của chính mình. Quả thực là có không giữ mất đường tìm, mà cũng chẳng ai ngờ những đồng Bitcoin lại có lúc giá lên tới cả tỷ đồng. Một trường hợp khác trớ trêu hơn là CEO của Quadriga, Derek Cotton, mất đột ngột, khiến ví điện tử chứa hàng trăm triệu đô la Mỹ trị giá Bitcoin mà chỉ Cotton giữ mật khẩu giờ không thể truy cập và giao dịch được nữa. Theo ước tính của Chain Analysis, khoảng 20% tổng lượng Bitcoin đang tồn tại trên thị trường tự do đã mất hoàn toàn trong những chiếc ví điện tử không thể truy cập. Lượng Bitcoin này có giá trị rơi vào khoảng 140 tỷ đô la Mỹ, xét theo tỷ giá hiện thời. Trở lại với câu chuyện của Thomas, là dân công nghệ, anh bị thu hút bởi Bitcoin, một phần do đồng tiền này không bị chính phủ kiểm soát. Năm 2011, khi đang sinh sống tại Thụy Sĩ, anh được một người bạn tặng hơn 7.000 Bitcoin. Cùng năm đó, Thomas làm mất mật mã đăng nhập vào ví. Tôi nhận ra rằng tốt nhất là nên giữ tiền trong ngân hàng, có vấn đề gì thì họ sẽ giải quyết cho bạn. Thomas ngậm ngùi. Cũng như Thomas, nhiều tín đồ tiền điện tử thường xuyên gặp vấn đề về bảo mật tài khoản. Tuy nhiên, họ lại chọn cách xử lý khác, thuê công ty bên ngoài nắm giữ Bitcoin nhằm lưu trữ tài khoản của họ. Tuy vậy, đây không phải là biện pháp hoàn hảo trong thế giới tiền mã hóa. Ngay cả một số sàn giao dịch lớn như Mongoose cũng từng bị hack tài khoản. Gabriel Abed, 34 tuổi, một doanh nhân đến từ Barbados, mất khoảng 800 Bitcoin, hiện trị giá khoảng 25 triệu đô la Mỹ, khi một đồng nghiệp của anh cài đặt lại laptop có chứa mật mã ví Bitcoin vào năm 2011. Đối với trường hợp của Abed và Thomas, tổn thất đến từ việc quên mật khẩu một phần đã được đánh đổi bằng khoản lãi lớn. Khoảng 800 Bitcoin mà Abed làm mất vào năm 2011 chỉ là một phần nhỏ trong số các mã mà ông đã giao dịch từ thời điểm đó. Lý do nhiều Bitcoin bị mất như vậy là vì hệ thống không được kiểm soát bởi một cá nhân hay tổ chức đầu não nào, nên gần như không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào để ngăn cản lượng tiền ảo khổng lồ này biến mất vĩnh viễn. Nếu người chơi tiền ảo giữ tài sản của họ trong những chiếc ví phi tập trung, thì mất mật khẩu cũng coi như là mất tiền. Trải qua 8 tháng đầy biến động, Bitcoin trở thành mỏ vàng khổng lồ với nhiều nhà đầu tư vào đúng lúc dịch COVID-19 làm suy yếu nền kinh tế thế giới. Mặc dù giá Bitcoin đã giảm mạnh trong đầu tuần này, 11 tháng 1, đồng tiền mã hóa này vẫn tăng hơn 50% so với tháng trước và đang dao động ở mức 33.000 đô la Mỹ một đồng. Trong số 18,5 triệu đồng Bitcoin hiện có trên thị trường, khoảng 20% trị giá khoảng 140 tỷ đô la Mỹ đang nằm trong các tài khoản bị hack hoặc quên mật mã, theo dữ liệu từ công ty Chain Analysis. Một số tổ chức làm dịch vụ khôi phục ví hay tìm lại mật khẩu cho biết họ nhận được khoảng 70 yêu cầu mỗi ngày từ những người chơi Bitcoin khi giá của đồng tiền này bất ngờ tăng 2-3 lần so với một tháng trước. Những chủ sở hữu Bitcoin bị khóa ví nói về sự thất vọng ngày đêm vô hạn khi họ cố gắng tiếp cận với khối tài sản khổng lồ của mình. Nhiều người đã sở hữu Bitcoin kể từ những ngày đầu của đồng tiền mã hóa này một thập kỷ trước khi không ai tin rằng chúng có giá trị. Brad Yasa, một doanh nhân ở Los Angeles, Mỹ, sở hữu hàng nghìn Bitcoin, nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng Yasa hoàn toàn bất lực do làm mất mật khẩu ví điện tử từ nhiều năm trước.
Những gì tôi có ngày hôm nay chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì đã mất, anh than thở. Mạng lưới Bitcoin có thể xác nhận độ chính xác của mật khẩu và cho phép nhà đầu tư thực hiện các lệnh giao dịch mà không phải lưu trữ các thông tin cá nhân. Do đó, người dùng được phép tạo ví Bitcoin mà không cần phải đăng ký với một tổ chức tài chính hoặc thông qua bất kỳ bước xác nhận danh tính nào. Chính lỗ hổng này đã khiến thị trường Bitcoin trở thành vùng hoạt động của giới tội phạm. Chúng có thể sở hữu tiền mà không cần lộ danh tính. Nhưng lỗ hổng nghiêm trọng hơn đến từ hệ thống lỏng lẻo của Bitcoin là người chơi sẽ mất trắng nếu chẳng may làm mất mật khẩu.